Chào anh em nha, hôm nay đã có cái bộ nồi rim Thái hàng khủng nha. Cái bố nó là bố đen này nè, bố đen nha. Thì bộ nồi này giá của nó cũng khủng luôn em. Bộ nồi này giá 5 triệu nha anh em nha. Bộ nồi rim Thái bố đen giá 5 triệu nha. Bộ này là nó như mới anh em. Cái chuông của nó đã có cái hàng đẳng cấp luôn. Đây, rất là đẹp ha. Đó, anh em nào mà chơi cái dòng này thì anh em biết ha, cái bố này thuộc dạng xuất sắc. Đây, cái nồi sau đây, cái bộ này bán 5 triệu nha anh em. Anh em nào mà chúng ta thực sự mà muốn chơi thì mình có thể liên hệ nha. Đó, này thì mình cũng chỉ quay cho anh em coi thôi, còn những anh em nào chúng ta có nhu cầu thì anh em cũng có thể liên hệ mình ha. Đây, đây cái chữ GN5 này nó bé xíu như là cái hạt tâm á nha. Này, cái chữ bé xíu xíu à, anh em thấy không? Đó, nồi này là một cái nồi rất là hiếm nha, có nha anh em nha. Này chỉ có những cái dòng xe Malai, Indo nó có thôi. Đó, cái chữ GN5 ở trong cái rế này nó cũng bé xíu rồi nè, hơi khó thấy ha. Đó, anh em thấy không, chữ GN5 bé chút xíu à, chứ nó không có lớn nha. Bộ này đó, nó rất là mới luôn. Này, đông lá thì nó tè le đây nè. Đó, đông cái gì là đủ thứ hết trời hết nha. Nói chung là bộ này thì dành cho những anh em nào dân chơi, chúng ta chơi hàng đẹp, hàng hiếm thì anh em có thể liên hệ bên bộ nồi này. Giá 5 triệu nha. 5 triệu nha anh em nha. Rồi. Đây, chuồng heo mới tinh rồi. Mới rất là mới luôn nè, chứ không phải là mới bình thường đâu. Mới lắm luôn đó. Đó. Nha. Bộ này 5 triệu nha. Anh em nào chơi, anh em thích chơi thì anh em có thể liên hệ mình nha. Còn clip này thì mình quay lên cho anh em coi thôi, cho anh em biết nha, chứ cái bố đen này không phải bố dán nha. Bố đen này nó là cái bố của cái nồi này luôn, zin theo nó luôn như vậy đó. Rất là hiếm có nha. Thì 5 triệu, anh em nào chúng ta thích thì anh em có thể liên hệ với đạt nha. Số điện thoại 0915 434 973 nha anh em nha. Rất là đẹp. Đó. Mới như mới rồi nè. Bao nha anh em, bộ này là anh em mua về gắn là bao cũng kêu nha, cực kỳ êm luôn. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Cái độ nồi êm, độ êm của cái nồi rim Thái thì rất là nhiều anh em cũng ta biết rồi ha. Nhưng mà cái nồi là cái nồi Indo nó còn êm hơn nhiều nữa. Đó, cái dòng rim Indo, rim Thái Indo ha. Đó, anh em nào mua thì anh em liên hệ mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn anh em một clip tiếp theo nha.